ngồi đó đợi hả? Ở đợi hả? Men gan có hai dám ra đây từ sáng đến giờ mấy lần rồi mày chờ đó hả? Mai mốt rồi đi hết rồi không có ai ở nhà làm sao hả? Hết rồi làm sao? Đón đại ca nữa ha, mà ngủ hoài vậy? Thằng kia không ra đón nữa sao mà ngủ dữ vậy? Trời ơi, vươn ngay cái tay dài quá, cái chân sao mà đen thui vậy? Với tắm hôm qua mà nó đen thui lùi lùi vậy? Trời ơi, cái miệng cũng đen nè, xấu quá. Cái miệng nó cũng đen nè, nó xấu quá. Sáng giờ mấy bãi rồi? Ngáp ơi là ngáp. Thịt vàng á, đó là thịt vàng á. Tối nay cho em uống sữa nha. Trời ngáp. Thịt vàng á. Ủa, ăn no rồi chưa vô như đây nằm hả? Ôi trời ơi, thịt vàng á, chui vô như đây nằm nè. Thịt vàng nè. No chưa con? Em ăn no chưa? Ăn no chưa? Em ơi, kia cho đây kia. Nè. Nè, chạy ra, chạy ra. Thằng kia. Đó con là ai kìa? Chạy ra kìa, nó hử cái gì đó. Thằng mèo. Qua đâu kìa, chạy ra kìa. Thằng mèo. Ơi, chạy ra. Nó chơi gì vậy? Nó tìm gì đó, chạy ra nhanh lên. Hồi nãy giờ nó ra đây phải sau 7 lần từ sáng đến giờ. Thằng mèo ơi. Qua nè. Qua nè. Chưa nhận ra. Qua nhanh lên. Qua nè. Tới đi qua sáng giờ tới ngồi đây mấy lần luôn, bình thường đâu có ra. Nè. Nè thằng mèo ơi. Nhanh lên. Chạy ra. Cá mới kìa. Mở ra mà. Nhanh lên. Cái đồ điên. Con cá. Con con khỉ á. Sáng giờ nó ngồi bao nhiêu lần ở đây nè. Qua bên Trung Quốc lần đó. Đâu rồi? Thằng chó kia đâu? Thằng mèo kia đâu? Người đó thì nó đang hửi cái gì ở trong á. Đây nè, ba đó đây nè. Nó chạy ra kìa. Mèo. Thằng dốt quá. Cô thì kia bể dĩa rồi. Chạy ra. Mới tin. Chạy lên. Cái này của cái này gì nữa đây? Nè, quá trời thứ nè. Đấy. Nè. Qua nè. Nè, một con cá nữa nè. Con cá này mang lên đầu ha. Con cá kia ở dưới. Đó. Sáng giờ chạy lên đón mà. Vô đây miết thôi nè. Con gì đây? Lấy gì đây? Đó, chủ chị đi luôn. Mềm luôn hả? Muốn chăn nữa hả? Trời ơi, có đủ rồi, sướng quá. Muốn chăn cho nó nữa hả? Trời ơi. Sướng quá. Ba tê chứ nữa kìa, nó bữa nó ăn có một bữa thôi mà con về mua ba tê rồi gì nè cho bả. Mèo. Này chụp hình rồi cho nhận quà cho nó cho đi coi. Đó, đây quà đây, nó nhiều quá. Sợ. Vậy đó, nó đâu có sợ bà ngoại đâu, nó biết mà. Nè, quà mới nè. Mềm nữa kìa, mềm đắp chăn nữa kìa. Quấn là mềm, tôi quay cho nó nữa. Tối nó mới đắp chăn. Chắc phải một là do thuốc giảm đau hay là cái thuốc mới này uống không được, uống hại thận đó. Nó bác sĩ này thuốc này. Thì cái đổ thuốc hồi xưa giờ uống đi. Xưa giờ uống thuốc kia có mấy ngày nè. Bây giờ nó hợp đồng nữa, mình bị mới. Đó là mình cứ uống thuốc, nào mình hợp thuốc nào mình uống thuốc đó. Uống thuốc này chắc phải thận nó lên tới nhiều. Bác sĩ coi cái này bác sĩ nhưng mà kêu bệnh viện cái thuốc cũ á, bệnh viện không còn nữa. Thuốc đó là mình nghe không, thuốc quen bao nhiêu năm thuốc kia rồi, nó mới đổi, nó mới uống này hai lần thôi mà thầm cái lên mới hai tháng, hai lần là 4-5 tháng
một lần 3 tháng mà thật nó lên với trẻ hại thật. Đó, mình quen cái thuốc nào là mình uống cái thuốc đó. Đúng, mà có bác sĩ cho mà kỳ vậy. Bác sĩ cho cho mình. Mấy công ty thuốc mẹ. Nó hấp động quá, con người nó hấp động quá là đổ chủ với hết. Thuốc cũ đâu có, nó lấy cái thuốc mới mất tiền. Thuốc ra điên rồi. Hãy thận lên. Con chuột nè. Dở, con chuột chết cha con chuột. Chết con chuột. Con chuột đâu? Có đá không phát. Mày qua đó một mình mẹ chứ giờ có ai qua đâu? Tao chưa tắm rửa đi đâu mà. Thôi đi về tắm rửa đi, gì đâu mà gấp gáp. Tắm rửa đi gì đâu, mày đi về nhà mày cất ba cái đồ của mẹ đi. Đồ đạc thì tùm lum kìa. Thôi con chuột nằm chèo qua. Hả? Nhiều thứ quá, biết chơi cái gì đây? Bớt đi không chơi hết đâu. Một thằng cá nữa nè. Đó, nhiều thứ quá, chơi gì hết. Nhiều thứ quá chơi gì hết. Lên đây, hãy lên đây. Đây nè. Trời ơi, chết quá. Đang chơi này chơi cái kia. Đang chuột nữa. Chết cất hết đi, không chơi một lúc đâu. Nè. Trời ơi là trời, thích quá. Nhiều thứ quá, biết chơi cái gì đây. Nhiều đồ chơi quá, biết chơi cái gì đây.